các bạn, chỉ còn ngày hôm nay nữa thôi là chúng ta sẽ bước vào một kỳ nghỉ lễ rất là dài, dài tới một ngày lận. Cho nên là trước khi mà chúng ta bước vào nghỉ lễ thì hãy cùng xem qua những tin tức trong bản tin hot của FPT Shop nhé. Xiaomi và Honor sao chép thiết kế camera thỏa thuận của Oppo và X. Oppo chính thức gửi thư mời sự kiện ra mắt iPhone mới. Sony Xperia XZ3 vừa được ra mắt tại EFA 2018. Có vẻ như là thiết kế ban đầu được xem là khá là kỳ dị trên chiếc Oppo Find X cũng được ưa chuộng phết, khi mà từ Xiaomi rồi đến Honor họ liên tục sao chép thiết kế này. Trên trang Facebook cá nhân của mình, ông Jack Jung, giám đốc của Xiaomi Việt Nam, đã chia sẻ bức hình một chiếc Xiaomi kỳ lạ và chưa từng được ra mắt. Bức này được ông Lin Bin, chủ tịch Xiaomi, chia sẻ trên mạng xã hội Weibo. Bên cạnh thiết kế toàn màn hình, điểm nhấn của thiết bị bí ẩn này đó chính là cụm camera thỏa thuận như Oppo Find X và Vivo Nest. Nhiều người dùng đã dự đoán rằng đây là chiếc Mi Mix 3 sắp được ra mắt. Trước đây cũng đã có một số tin đồn cho biết Mi Mix 3 sẽ được Xiaomi trang bị camera thỏa thuận, được cho là giải pháp nhằm thu gọn viền màn hình và không cần đến tai thỏ. Và cũng mới đây nhất, trong khuôn khổ sự kiện EFA 2018 diễn ra tại Berlin, Đức, Honor cũng đã hé lộ thiết kế của smartphone cao cấp tiếp theo mang tên Magic 2. Theo hé lộ của Honor, Magic 2 có màn hình tràn viền không tai thỏ, chiếm gần 100% mặt trước. Để đạt được điều này, Honor sử dụng cơ chế thỏa thuận giống như Oppo Find X đặt ở camera trước, loa và các cảm biến trên một thanh trượt có thể trồi lên khi cần dùng. Như đã nói, Oppo Find X là thiết bị đầu tiên có phong cách thiết kế thỏa thuận để tạo ra màn hình không tai thỏ chiếm trọn gần mặt trước. Vừa qua thì Apple đã gửi thư mời tham gia sự kiện ra mắt sản phẩm mới nhất của hãng trong năm nay. Và sự kiện năm nay sẽ được diễn ra tại Steve Jobs Theater nằm trong khuôn viên Apple Park và sẽ được diễn ra vào lúc 10 giờ sáng ngày 12 tháng 9 nhằm vào lúc 0 giờ ngày 13 tháng 9 theo giờ Việt Nam. Bức thiệp mời của Apple gửi đến truyền thông kèm theo thông điệp Gather Round tập hợp thành một vòng tròn và một hình vẽ vòng tròn ở trên. Rất có thể Apple đang muốn nói đến lối kiến trúc đĩa bay của trụ sở Apple Park, nhưng cũng có thể hãng đang ám chỉ một điều gì đó về sản phẩm sắp ra mắt mà chúng ta chưa biết tới. Trong sự kiện lần này, Apple dự kiến sẽ ra mắt 3 mẫu iPhone mới, bao gồm model màn hình 5.8 inch OLED thay thế cho mẫu iPhone 10, model 6.5 inch OLED với màn hình lớn, tạm gọi là iPhone 10 Plus, model 6.1 inch với LCD giá rẻ. Đồng hồ Apple Watch sẽ được nhận nâng cấp lớn trên phiên bản Series 4 với thiết kế màn hình tràn viền. Một số sản phẩm mà Apple từng lỡ hẹn như đế sạc AirPower hay hộp sạc không dây cho AirPods được kỳ vọng sẽ công bố tại thời điểm ra bán chính thức. Và ngày hôm qua thì Sony đã chính thức cho ra mắt siêu phẩm tiếp theo của họ, đó chính là chiếc Sony Xperia XZ3 trong khuôn khổ triển lãm EFA 2018. Và đây sẽ là chiếc flagship thứ hai mà Sony ra mắt trong năm nay sau thế hệ tiền nhiệm trước đó của nó là chiếc Sony Xperia XZ2. Sony Xperia XZ3 sở hữu ngôn ngữ thiết kế hai mặt kính cao cấp và khung kim loại nguyên khối, với phần thân máy được làm dài và thon hơn. Bên cạnh đó, viền bezel ở phía trên và phía dưới của chiếc điện thoại này cũng được cắt giảm, mỏng hơn khá nhiều so với người tiền nhiệm Xperia XZ2 trước đó. Thay vì sử dụng màn hình LCD, Sony đã quyết định trang bị cho Xperia XZ3 một màn hình OLED với kích thước lớn lên đến 6 inch Quad HD Plus, tỷ lệ khung hình 18:9, được bo cong ở hai cạnh bên và không đi theo xu hướng thiết kế màn hình tai thỏ. Về cấu hình, Xperia XZ3 được trang bị con chip Snapdragon 845 4GB và bộ nhớ trong UFS 2.1 có dung lượng 64GB. Giống như thế hệ tiền nhiệm, Sony vẫn quyết định chỉ trang bị duy nhất một camera ở mặt sau cho chiếc Xperia XZ3 mới của mình. Camera này có độ phân giải là 19MP khẩu độ f2.0, camera trước của máy có độ phân giải là 13MP và khẩu độ f1.9. Xperia XZ3 là mẫu smartphone đầu tiên của Sony chạy trên hệ điều hành Android 9 Pie mới nhất từ Google. Một điểm nổi bật khác trên chiếc điện thoại này chính là việc nó được trang bị tính năng SideScan, cảm ứng cảnh hoàn toàn mới của Sony. Giống như tên gọi, đây là một hệ thống cử chỉ giúp phát hiện các thao tác nhấn và vuốt của người dùng trên phần viền cong của màn hình. Về giá bán, Xperia XZ3 sẽ bắt đầu được bán ra tại Mỹ từ ngày 24 tháng 9 với mức giá là $899, tương đương 20,9 triệu đồng thông qua Amazon và Best Buy. Máy hiện có 4 tùy chọn màu sắc khác nhau bao gồm đen, trắng, đỏ và xanh. Như vậy thì bản tin hôm nay của chúng ta đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và chúc các bạn sẽ có một kỳ nghỉ lễ vui vẻ nhé. Còn bây giờ thì xin tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những bản tin tiếp theo.